Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ nước Nga. Chính phủ Nga bị cáo buộc là đã cất giấu thi thể của thủ lĩnh phe đối lập ông Navalny. Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết như sau, thân mẫu của ông là bà Lyubmila được thông báo rằng thi thể của con trai bà sẽ chỉ được chuyển giao sau khi tiến trình khám nghiệm tử thi được hoàn tất. Tuy nhiên, nhóm của ông Navalny tin rằng ông đã bị sát hại theo lệnh của thống, Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin một nhóm nhân quyền cho hay 300 người Nga đã bị bắt giữ vì đã đặt vòng hoa tưởng nhớ ông Navalny. Tổng thống Nga là ông Putin vẫn chưa bình luận công khai kể từ khi cơ quan quản lý nhà tù Nga vào hôm thứ Sáu thông báo rằng ông Navalny bị bệnh và qua đời tại nhà tù IK-3 hẻo lánh nằm ở gần vành đai Bắc Cực. Ngay sau đó, thì Điện Kremlin cho hay họ đã biết thông tin và Tổng thống Nga đã được thông báo về sự việc này một đồng minh khác của ông Navani đó là ông Ivan Jasnov cho hay thân mẫu của nhà hoạt động Navani được thông báo rằng con trai của bà qua đời vì bị hội chứng đột tử là một thuật ngữ chung chung mơ hồ để chỉ một tình trạng gây ra cái chết đột ngột do ngừng tim mà không có nguyên nhân rõ ràng Nhóm của ông cho biết như sau, bà Navanya được thông báo thi thể của con trai bà đã được đưa đến thị trấn Saleka gần với khu tòa nhà trụ sở của nhà tù, nhưng khi bà đến nơi thì nhà xác đã đóng cửa. Các đồng minh của ông Navani cho rằng thi thể của ông đang bị chính quyền Nga cố tình cất giữ lại để che giấu dấu vết, đồng thời kêu gọi chính phủ Nga phải trả thi thể của ông Navani về cho gia đình của ông ngay lập tức. Các cuộc biểu tình cũng đang được tổ chức gần với tòa đại sứ Nga ở nhiều quốc gia. Cuộc họp của các vị ngoại trưởng của nhóm G7 tại hội nghị an ninh Munich của nước Đức vào hôm thứ bảy cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhà hoạt động Navani. Trung Quốc, Đức và Mỹ nói gì ở tại hội nghị an ninh Munich? Theo hãng thông tấn Reuters, ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị tuyên bố đanh thép ở tại hội nghị an ninh Munich rằng Bất kỳ ai nhân danh việc giảm rủi ro để tìm cách giảm sự hiện diện của Trung Quốc đều đang phạm sai lầm lịch sử. Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Liên Âu đã và đang kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều vấn đề quan trọng của thế giới. Còn Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz khẳng định với Hội nghị An ninh Munich rằng các nước Âu Châu cần phải tăng cường khả năng tự vệ, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay ra sao. Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi rộ tin là Donald Trump khẳng định nếu ông thắng cử thì Hoa Tịnh Đốn sẽ không bảo vệ các nước thành viên của liên minh NATO không đóng góp đầy đủ cho liên minh này. Trong nhiều năm qua, các nước thành viên của NATO ở Âu Châu đã ưu tiên phát triển về kinh tế hơn là quốc phòng. Một phần điều này được xem là xuất phát từ tâm lý ỉ lại và cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ, vốn là thành viên lớn nhất của liên minh. Theo lời ông Shultz, nước Đức hiện nay đã tăng ngân sách quốc phòng lên là 2%. Berlin sẽ tiếp tục cố gắng đáp ứng mốc đóng góp yêu cầu của NATO. Phản hồi với những tuyên bố nói trên, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhấn mạnh Hoa Thịnh Đốn sẽ không bao giờ lơ là những trách nhiệm của mình với các đồng minh NATO. Bà cũng cam kết với Tổng thống Ukraine ông Zelensky rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ không ngừng hỗ trợ cho Kyiv trong cuộc chiến với Nga. Bà khẳng định trong buổi họp báo chung với ông Zelensky rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những nỗ lực tìm kiếm sự hòa bình và công bằng và lâu dài và sẽ tìm cách buộc Nga phải chi trả những tổn thất mà Ukraine đã phải hứng chịu. Hai bác sĩ người Cuba bị bắt cóc có thể đã bị thiệt mạng tại Somalia. Chính phủ Cuba cho hay hai bác sĩ người Cuba có tên là Aso Herrera và Landy Roringe có thể đã bị thiệt mạng tại khu vực Tây Nam của Somalia. Tin tức nói trên được nhóm cực đoan Al-Shabaab đưa ra vào ngày 18 tháng 2 trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng Telegram. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Cuba chưa xác nhận tin này. Còn trên trang mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định họ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp ở Kenya và Somalia. Trước đó, Bộ Tư lệnh của châu Phi tại Hoa Kỳ gọi tắt là AFRICOM thông báo là họ đã thực hiện một cuộc quanh tạc nhắm vào nhóm Al-Shabaab ở khu vực Ja'ak ở Somalia, khiến cho hai người bị thiệt mạng. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược chống lại phe Al-Shabaab ở Somalia. Bác sĩ đa khoa Herrera Korea và bác sĩ phẫu thuật Rolinge Hernandez bị các tay súng sau Al-Shabaab có liên lạc với tổ chức khủng bố Dijak, bắt cóc ở Kenya hồi tháng 4 năm 2019. Sau đó, họ bị chuyển đến Somalia. Cả hai người này đều là thành viên của nhóm chuyên gia y tế Cuba tới Kenya để làm việc trong khuôn khổ hợp tác y tế song phương. Sau vụ bắt cóc nói trên, Cuba đã thành lập nhóm công tác riêng để theo dõi sự việc này và duy trì liên lạc cao cấp với cả chính phủ Kenya cũng như Somalia để tìm cách trả tự do cho hai vị bác sĩ nói trên. Từ Argentina, chính sách thắt lưng một bụng đã bước đầu đem lại được kết quả tích cực. Bộ trưởng Kinh tế của Argentina là ông Luis Caputo vừa cho biết, trong tháng 1 vừa qua, lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2012, Argentina không thâm hụt ngân sách và đạt được mức thẳng dư là hơn 518 tỷ peso, tương đương với khoảng 600 triệu Mỹ Kim, nhờ áp dụng vào việc tối đa kỷ luật hóa trong chi tiêu ngân sách. Trên mạng xã hội X, ông Caputo thông báo, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2011, Argentina không thâm hụt ngân sách trong tháng, trong tháng 1 và tái khẳng định chính phủ sẽ không thương lượng về chính sách thắt lưng buộc bụng. Từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, ông Caputo đã nhiều lần nhấn mạnh quốc gia cần phải cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước bởi vì ngân sách đã cạn kiệt. Tổng thống Javier Milley cũng khẳng định bình luận về tín hiệu khả quan này khi nhấn mạnh đến việc cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách là vô cùng cần thiết trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế quốc gia. Trước đó, Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Á Đình thông báo chỉ số giá tiêu dùng ở tại nước này trong tháng 1 đã tăng được 20.6% so với một tháng trước đó, thấp hơn mức tăng 25.5% được ghi nhận trong tháng 12 năm 2023. Theo người phát ngôn của Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adomi, thì đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng lạm phát ở tại nước này đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu ngân sách, chính phủ của tổng thống Mele đã không gia hạn hợp đồng lao động và sa thải hàng ngàn người lao động ở khu vực công, cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng như nhu yếu phẩm cơ bản, bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và xăng dầu cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công. Việc cắt giảm này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức công đoàn, các tổ chức xã hội và các người lao động. Tuy nhiên, chính phủ Argentina vẫn rất cứng rắn trong việc thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và khẳng định là sẽ không có bất kỳ thương lượng nào với phe đối lập trong vấn đề này. Liên quân giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào phiến quân Houthi. Vào ngày hôm qua, kênh truyền hình Al Masira của phe Houthi cho hay, liên quân giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các vị trí do phiến quân Houthi kiểm soát ở thành phố cảng Hodeida bên bờ Hồng Hải tại Yemen. Theo đài truyền hình al Masira, các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực trong và xung quanh thành phố cảng này, thế nhưng không gây ảnh hưởng tới khả năng quân sự của lực lượng Houthi. Kênh truyền hình nói trên cũng không tiết lộ về mức độ thiệt hại cũng như thương vong xảy ra các cuộc tấn công của liên quân do hoa kỳ dẫn đầu được thực hiện một ngày sau khi houthi phóng phi đạn tấn công vào chiếc tàu chở dầu mang tên polus trên hồng hải là hành động được cho là nhằm đáp trả việc bộ ngoại giao hoa kỳ ra tuyên bố xem lực lượng houthi là nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt Hồi tháng 1 năm nay, lực lượng Hoa Kỳ và Anh quốc tuyên bố họ đã bắn hạ 18 chiếc máy bay không người lái và 3 phi đạn của phiến quân Houthi trong đợt tấn công được mô tả là với quy mô lớn chưa từng có tại khu vực Hồng Hải. Phiến quân Houthi đã tấn công và bắt giữ một số chiếc tàu có liên lạc với Do Thái ở Hồng Hải và eo biển Bab al mandat đồng thời phóng phi đạn đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào Do Thái nhóm vũ trang này nói rằng hành động của họ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine trong cuộc xung đột giữa do Thái và Hamas bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Qatar cho biết là đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza không mấy khả quan. Hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời thủ tướng của Qatar là ông Al Thani đánh giá về tình hình của các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khung ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa do Thái và Hamas ở Gaza không mấy hứa hẹn trong những ngày gần đây. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ông Altani cho biết, cũng như là những lần trước đây, đàm phán lần này liên quan đến hai yếu tố, đó là tình hình nhân đạo ở giải Gaza và số người Palestine sẽ được thả để đổi lấy con tin bị Hamas bắt giữ. Cuộc đàm phán có sự tham gia của các giới chức từ Qatar, Ai Cập, Israel và Hoa Kỳ, cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận tạm dừng giao tranh ở Gaza. Trong một diễn biến có liên quan, theo kênh truyền hình Al Jazeera vào ngày 18 tháng 2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng của Trung Quốc là Vương Nghị tuyên bố rằng nguyên nhân trực tiếp của căng thẳng ở Biển Đỏ là cuộc giao tranh đang diễn ra ở Gaza. Ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường của Trung Quốc là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở tại Gaza và mở các kênh viện trợ nhân đạo vào vùng đất ven biển bị bao vây này. Các nhà lãnh đạo thế giới nhấn mạnh không thể cho phép thảm họa nhân đạo này tiếp diễn. Một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức càng sớm càng tốt để khôi phục lại giải pháp của hai nhà nước. Trở lại với châu Âu, anh quốc gia hạn thị thực cho người tị nạn Ukraine có đủ điều kiện được phép ở lại quốc gia này. Vào ngày 18 tháng 2, Bộ Nội vụ Anh quốc cho hay họ sẽ gia hạn thêm 18 tháng thị thực cho những người Ukraine nào có đủ điều kiện ở lại hợp pháp tại Anh quốc. Bộ Nội vụ Anh quốc ước tính quyết định gia hạn sẽ tác động tới hơn 283.000 người Ukraine đang tị nạn tại quốc gia này. Bộ trưởng Bộ nhập cư của Anh quốc là ông Tom Prufcroft cho hay việc gia hạn thị thực sẽ bảo đảm sự chắc chắn và yên tâm hơn cho những người Ukraine. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nơi trú ngụ an toàn cho những người tị nạn Ukraine trong thời gian sắp tới. Hiện nay, Anh Quốc đang thực hiện hai chương trình cho người tị nạn Ukraine. Một chương trình dành cho những người có gia đình đang ở Anh Quốc và chương trình còn lại cho phép người dân Anh Quốc cung cấp chỗ ở cho những người tị nạn Ukraine chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chính phủ Anh Quốc ước tính Kể từ đầu năm 2025 thì hàng trăm ngàn người tị nạn Ukraine có thể sẽ nộp đơn xin ở lại Anh quốc và được duy trì quyền tiếp cận thị trường việc làm cũng như các hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại Anh quốc. Anh quốc là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc trợ giúp cho Ukraine. Bên cạnh những các chương trình riêng, thì Anh Quốc cũng đang hối thúc các nhà lập pháp Hoa Kỳ hãy bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá tới 95 tỷ Mỹ Kim và nhiều quốc gia đồng minh khác, đồng thời cho biết rằng họ sẽ cung cấp hàng ngàn máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Tòa án Anh Quốc yêu cầu Vietjet Air không được ngăn chặn việc thu hồi phi cơ một tòa án của Anh Quốc mới đây đã đề nghị hãng hàng không Vietjet Air không được gây cản trở cho việc thu hồi những phi cơ mà hãng này nợ tiền của bên cho thuê. Theo Reuters, đây là diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp có liên quan đến hãng Vietjet Air và đối tác ngoại quốc là FW Aviation, tức là FWA, sở hữu 4 chiếc phi cơ Airbus A321 mà hãng hàng không Vietjet Air đã thuê. Tuyên bố rằng hãng hàng không này vi phạm điều khoản ở trong hợp đồng bởi vì không trả tiền thuê kể từ năm 2021. Bên cho thuê cáo buộc Vietjet Air đang tìm cách cản trở quá trình thu hồi 4 chiếc phi cơ đang đầu ở Việt Nam. Vụ tranh chấp nêu trên đã diễn ra từ nhiều tháng qua ở tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội và được coi như là phép thử về quyền của bên cho thuê ở Việt Nam, vốn là quốc gia có đến hàng trăm chiếc phi cơ của Airbus và Boeing được thuê. Luật sư Akil Shah của FW Aviation đã nói với tòa án tối cao London rằng FW Aviation có quyền sở hữu và kiểm soát những chiếc phi cơ này và đưa chúng ra khỏi Việt Nam. Trong khi đó, luật sư Alexander Milner của Vietjet Air phủ nhận rằng hãng này đang tìm cách ngăn chặn việc đưa những chiếc phi cơ đang tranh chấp ra khỏi Việt Nam. Hoạt động cho thuê phi cơ chiếm khoảng chừng một nửa phi đội ở trên toàn thế giới và khả năng bên cho thuê di chuyển phi cơ từ nơi này sang nơi khác trong trường hợp không tuân thủ hợp đồng là một yếu tố quan trọng của Công ước Cape Town năm 2001 nhằm củng cố ngành cho thuê phi cơ. Liên quan đến vụ này, nhóm công tác hàng không tức là Aviation Working Group là cơ quan chuyên giám sát việc cho thuê phi cơ và năm ngoái đã đưa Việt Nam vào trong danh sách theo dõi về việc tuân thủ công ước Cape Town.